Xin chào các bạn và chào mừng đến với kênh Holic Audio. Trong video này, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi bộ truyện Những miền linh dị Hàn Quốc của tác giả Dương Hành Triệt do Thúy Hương dịch. Chương 3. Hải Nhi báo án. Dati thuê một căn hộ riêng để ở, giá thuê rất rẻ, cách chỗ cô làm cũng không xa, chỉ có một điều duy nhất khiến cô không thoải mái, đó là trong phòng treo một tấm gương đối diện với giường. Nghe các cụ già nói, treo gương đối diện với giường sẽ khiến sức khỏe suy nhược, dễ bị ma nhập hồn. Một đêm nọ, Đa Ti nằm ngủ trên giường đối diện với tấm gương. Sáng hôm sau tỉnh dậy, cô thấy bên giường và sàn nhà rụng đầy những tóc. Một, tê ôi mở toang cửa sổ, không nhìn thấy ánh mặt trời, chỉ thấy sương mù ùa vào phòng mờ mịt. Nguyệt Bính quẳng cho tôi một điếu thuốc, tôi chưa kịp bắt thì điếu thuốc đã rơi tuệt xuống đất. Tôi vội cúi xuống nhặt, lại cảm thấy dường như có một sợi dây vô hình kéo điếu thuốc lê trên mặt đất đừng nhặt nguyệt bính lại quẳng cho tôi điếu thuốc khác thuốc đã rơi xuống đất thì đừng có nhặt vì những kẻ không nhìn thấy kia sẽ ngỡ rằng đó là đồ chúng ta cúng cho họ ngoặt trời mù mịt thế kia hít xương cũng chẳng khác gì hút thuốc nhỉ tôi nhìn trời lẩm bẩm nguyệt bính vẫn nằm dài trên giường nếu mày biết xương được hình thành như thế nào chắc mày sẽ không nói như vậy nữa đâu ô nhiễm môi trường, khí thải xe cổ, dân số quá đông, cây xanh quá ít. Tôi đếm đầu ngón tay. Bí ngô, mày không thấy sao? Dân số càng đông, thành thị càng sầm uất lại càng dễ hình thành những thứ sương mù lạ lùng. Cho dù có trồng nhiều cây xanh đến mấy cũng không thể cải thiện được tình trạng này. Đến các chuyên gia khí tượng cũng không giải thích được nguyên nhân. Nguyệt Bính nhướng mày nhìn tôi. Tôi biết nó lại muốn màu đầu cho câu chuyện ly kỳ nào đó nên cố tình vặn hỏi, cũng chỉ là mấy nguyên nhân tao vừa chỉ ra thôi, chứ có gì kỳ quái đâu. Ở Ấn Độ, tao đã gặp một chuyện lạ, Nguyệt Bính úp Mờ. Tôi biết nó muốn nhử trí tò mò của tôi nên chẳng thèm hỏi, lặng lặng đi rót cho mỗi thằng một cốc nước thật to. Sương mù có liên quan đến linh hồn của nước. Linh hồn của nước là gì? Bảo Thai. Hai Đề Há Tì về đến nhà đã hơn một giờ sáng. Gần đây, các hoạt động xã giao của tòa soạn rất nhiều. Nhiều khi cô không muốn đi, nhưng vì nể nang nên cũng không tiện từ chối. Và lại, tham gia hoạt động có thể mở rộng quan hệ, có lợi cho việc săn tin nên dù ngại vẫn cứ phải đi. Về đến phòng, Đa Ti vội đi tắm rồi nằm vật xuống giường, mở máy tính bảng lướt qua tin tức trong ngày. Bỗng nhiên, mặt gương đối diện với giường chợt lóe ra một vệt sáng xanh lét rồi lập tức biến mất. Đa ti giật bắn mình, ngơ ngác một hồi rồi cho rằng đó là ánh sáng phản chiếu từ màn hình máy tính bảng. Đa ti thấy hơi ân hận vì đã thuê căn phòng này. Từ hôm xem phòng, cô đã cảm thấy không thích lắm, nhưng giá quá rẻ nên cũng đành tập lưỡi thuê. Điều khiến cô không ưng nhất chính là tấm gương treo đối diện với giường ngủ. Nghe các cụ già nói rằng gương có tác dụng phản chiếu hung sát nên nếu nằm đối diện với gương sẽ bị sát khí hắt thẳng vào. Nếu treo gương đối diện với giường sẽ khiến cơ thể suy nhược, dễ bị ma nhập. Cô cũng nghe phong thanh, người thuê phòng trước đây cũng là phụ nữ, nhưng chắc là do thay đổi công việc hoặc sau đó nên đã dọn đi cách đây 3 tháng. Sau khi Dati Ti chuyển đến ở, thời gian đầu không thấy có gì khác thường, tuy trong lòng vẫn thấy gờn gợn, nhưng cô nghĩ là có thể ở được sau đó có một chuyện khiến cô cảm thấy kỳ quặc, thậm chí là sợ hãi. tóc của cô ba, về hụ nữ Ấn Độ thường sở hữu mái tóc dày đen nhánh, ti cũng không ngoại lệ. thế nhưng gần đây tóc cô dụng rất nhiều, Dati nghĩ nếu cứ dụng như thế này, sớm muộn thì cô cũng sẽ chọc mất. không chỉ phòng tắm mà trên giường, ghế, sàn nhà, chỗ nào cũng thấy tóc dụng vương vãi. nhưng thế thôi vẫn chưa đáng sợ. Điều khiến cô cảm thấy rùng rợn nhất là sau khi ngủ dậy, tất cả những sợi tóc rụng đều không cánh mà bay. Cô từng đọc được một bài báo viết rằng, có một phụ nữ mắc chứng mộng du, đêm đến tự bứt tóc ăn, lâu dần trong dạ dày vón một cục tóc to bằng nắm đấm. Vì vậy, Hattie còn cẩn thận đi viện khám xem có cục tóc nào mắc trong bụng mình không cho yên tâm. Khi nào kiếm được nhiều tiền hơn, mình sẽ chuyển đi chỗ khác. Dati tự ngủ cố gắng dỗ mình chìm vào giấc ngủ. Lúc này, con rách ngoài ban công bỗng sủa lên ẩm ĩ. Cái con này, nửa đêm cũng đòi ăn. Đa ti cào nhào đúng dậy, lấy ít thức ăn cho chó rồi mở cửa ban công. Cô thấy ngoài trời mờ mịt sương mù. Con rách vẫn sủa ẩm ĩ, mõm chó về phía sau Đa ti chứ không hề nhìn đĩa thức ăn trong tay cô. Chẳng lẽ trong phòng có thú gì? Đa ti thấy sợ, sống lưng bỗng dưng lạnh toát con rách lao vọt qua hai chân cô, nhảy tót lên giường. Muốn ngủ chung với mẹ à? Đa ôm con rách vào lòng, xoa đầu nó. Trong buổi tiệc tối cô uống hơi nhiều, giờ hơi men mới thấm, hai mắt nặng trĩu cô mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Cô ngủ một mạch say sưa không mộng mị, cho đến khi chuông báo thức của điện thoại réo lên lôi cô ra khỏi giấc ngủ. Chắc do mệt quá nên chuông báo thức hôm nay nghe có vẻ xa xôi. Cô mắt nhắm mắt mở đưa tay với điện thoại, trong đầu nghĩ đến những công việc phải làm hôm nay. Đầu con rách vẫn gối lên cánh tay cô, cô đưa tay xoa lên đầu nó. Bỗng nhiên, cô cảm thấy tay mình dinh dính. Cảm giác tiếp theo, đó là hình như cô chỉ sờ thấy cái đầu con rách. 4. Em mở ột tiếng rú kinh hoàng vọng ra từ căn phòng trọ của Đa khiến tất cả mọi người trong khu trọ đều giật mình choàng tình. Rất nhiều cửa phòng mở ra đồng loạt rất nhiều cây đầu thỏ ra đồng loạt, liếc nhìn rồi lại đóng cửa lại như cũ. Duy chỉ có một anh chàng người Á Đông chạy thẳng tới trước phòng Đa Ti, đưa tay sờ vào cửa phòng. Đột nhiên, mặt anh ta tái mét, anh ta lật đật lấy ra mấy cái đinh gỗ đào bất ly thân cắm vào bốn góc cánh cửa, sau đó lùi lại một bước lấy đà rồi đạp cửa xông vào. Mùi máu tanh lợm lập tức sặc sụa khắp hành lang. Trên giường loang lổ máu, một người phụ nữ lóa thể đang cầm cái đầu chó máu me bê bết gào thét điên dài. Trên tường, trên ga trải giường in đầy những vết tay đỏ máu trông vô cùng ma quái, sàn nhà giống như vừa bị một cái chổi đẫm máu quét qua, để lại vô số vệt máu. Điện thoại di động rơi bên cạnh tấm gương đối diện với giường ngủ, chuông báo thức vẫn kêu đinh tay khiến cảnh tượng càng thêm kinh dị. Ông chủ nhà phục vịt chạy tới, thấy cảnh tượng này thì hét lên thất thanh vội vàng chắp tay cầu nguyện. Anh thanh niên lách mình bước vào phòng, nhặt chăn quấn vào cơ thể lõa lồ của người phụ nữ, rằng lấy cái đầu chó ra khỏi tay cô ta đưa lên mũi người. Rồi anh ta chạy vội ra ban công, mở cửa sổ cho sương mù ùa vào phòng, bỏ tọt cái đầu chó vào một chậu hoa giống rồi trở vào phòng ngồi tụp xuống bên tường, sờ lên những dấu tay màu đỏ, lần theo vết máu trên sàn đi tới trước tấm gương. Người phụ nữ đã thôi gào thét thẫn thờ nhìn vào gương rồi đột nhiên giật tóc điên cuồng đến chóc cả da đầu. Nhưng anh chàng kia không ngăn lại, chỉ nhặt điện thoại lên tắt chuông báo thức đi, vẽ hình thái cực lên tấm gương, sau đó cắn rách món giữa, chấm hai chấm là mắt âm dương của hình thái cực. Những người hàng xóm xuống xít ngoài hành lang thập thò nhìn vào, mặt ai cũng nhớ nhát sợ hãi. Anh chàng kia vẽ xong hai chấm âm dương, người phụ nữ bỗng dùng mình như bị sét đánh, thôi không bứt tóc nữa, ngơ ngác nhìn khắp căn phòng. Cuối cùng, ánh mắt của cô dừng lại ở anh chàng lạ mặt kia, cô rú lên thảm thiết rồi ngất lim. Không biết ai báo cảnh sát, đã nghe thấy dưới nhà còi hú inh hỏi. Chốc lát sau, mấy viên cảnh sát dễ đám đông chạy tới, lập tức sơ tán mọi người, bảo vệ hiện trường, có một người rút bộ đàm ra nói oang oang. Lát sau, bốn nhân viên y tế rầm rập sách cáng chạy lên, khiêng đa ti ra xe cấp cứu anh chàng lạ mặt và ông chủ nhà cũng bị giải lên xe cảnh sát đưa về thẩm vấn. năm tề ới tận đêm khuya, anh chàng lạ mặt và ông chủ nhà mới được thả về. Một đám đông khách thuê phòng đã tụ tập trước cửa phòng của ông chủ nhà đòi trả phòng lấy lại tiền. Ông chủ nhà khuyên can mãi, cuối cùng phải chấp nhận giảm một nửa giá thuê, khách trọ mới tản đi. Nhưng đám khách trọ cùng tầng cứ như đã giao hẹn từ trước, không về phòng mình mà bỏ cả xuống dưới nhà hẳn là trước khi sự việc sáng tỏ, chẳng ai dám sống trong khu nhà ma ám ấy. Anh Nguyệt này, ông chủ nhà lau mồ hôi trên chán, nhìn về phía căn phòng của Đa Ti, vẫn nơm nớp sợ hãi, chẳng lẽ có ma ám thật à? Anh chàng kia, chính là Nguyệt Bính, nhớ mày, trong lòng có ma mới là đáng sợ nhất. Nói xong, anh ta bỏ mặc ông chủ nhà đứng chơ ở đó, mở cửa vào phòng. Đêm đã về khuya, Nguyệt Bính đẩy cửa sổ, không biết từ bao giờ, sương mù đã phủ kín New Delhi. Sao thành phố này lại có nhiều oán khí của trẻ nhỏ chết oan thế nhỉ? Nguyệt Bính châm thuốc, rít một hơi thật sâu, rồi bám vào cửa sổ leo sang ban công phòng Dati. Cửa từ phòng ra ban công đã bị khóa trái, Nguyệt Bính lôi cái kẹp giấy ra chọc vào ổ khóa chọc mấy cái, ổ khóa bật ra đánh tách. Trong phòng, mùi máu vẫn tanh nồng, dưới ánh trăng u ám những dấu tay chi chít trên tường lại càng rùng rợn trông cứ như sắp bật ra vùng vẫy nhưng những vệt máu nhỏ trên sàn nhà đã không còn chỉ thấy toàn tóc là tóc nguyệt bính thận trọng nhặt một sợi tóc lên bật lửa đốt thử nhưng sợi tóc không cháy xoăn như thường thấy mà bùng lên một ngọn lửa xanh lết như ngọn nến ngọn lửa bốc cháy rừng rực hơi xương bên ngoài cứ như nhận được tín hiệu ùn ùn bay vào trong phòng bao trùm quanh ngọn lửa kêu lách tách hàng tràng loáng thoáng nghe thấy có tiếng khóc trẻ con. Nguyệt Bính dập tắt ngọn lửa rồi chạy ra ban công, xách cái chậu cây đựng đầu chó hồi sáng vào phòng. Cái đầu chó đã bị cảnh sát mang đi, chỉ còn lại chút đất cát lẫn móng. Nguyệt Bính xúc đất ra, đi tới góc tây nam của căn phòng, đắp thành hình hoa sen. Que từ trong tường bỗng vọt ra một cây bóng trắng toát, chui tọt xuống gầm giường. Sương trong phòng mỗi lúc một thêm mù mịt gần như xòe tay không nhìn thấy ngón nguyệt bính ngồi xuống bấm đèn pin điện thoại soi vào gầm giường bên trong là một vật thể bé nhỏ trắng toát đang cuộn tròn dường như cảm nhận được ánh sáng nó từ từ bỏ ra là một đứa trẻ sơ sinh sáu Đỡ ứa bé tay chân mũm mĩm trông như những củ sen non tơ cái cổ nhỏ bé đỡ lấy cái đầu rất lớn trên cổ còn thấy sợi dây rốn khô đét vòng quanh hốc mắt tối tăm phả đầy xương trắng nhìn thấy ánh sáng, đứa trẻ toét miệng cười, trong miệng đen ngòm, nhìn kỹ thấy toàn tóc là tóc. Bàn tay Nguyệt Bính run lên lẩy bẩy, đưa lên vẫy đứa bé. Đứa bé cứ như nhìn thấy Nguyệt Bính, lại vội vàng bò vào tít trong gầm giường. Nguyệt Bính ngẫm nghĩ một lát rồi đứng dậy, nhặt tóc rụng trên sàn, gom thành một đống trước gương, giải đất dính máu chó xung quanh, sau đó châm lửa vào que gỗ đào ném vào trong đó đống tóc lập tức cháy bùng thành một ngọn lửa xanh lét ánh xanh ma quái bập bùng khắp căn phòng một thứ mùi lạ lùng phả trong không khí đứa bé dưới gầm giường bật ra những tiếng ê a à. sột soạt một chốc đứa bé lại từ từ bỏ ra ngoài khịt khịt mỗi hít người rồi bò về phía đống lửa hai hốc mắt tối om nhìn chăm chú miệng bập bẻ mẹ mẹ nguyệt bính trao mày sắc mặt tràn đầy rằng xé rồi đưa tay xoa lên đầu đứa bé đứa bé co rúm người lại y như con mèo con nguyệt bính hụt khịt mũi nghẹn ngào xin lỗi rồi ném hai cái que gỗ đào vào trong đống lửa đống lửa đang lập lòe bỗng bốc cao lên tới vải tấc que gỗ đào cháy rực tựa như hai đốm lân tinh đứa bé bỏ hối hả rồi trôi tọt vào trong đống lửa xèo một tiếng ngọn lửa xanh lét bùng lên bao trùm lấy đứa bé nháy mắt đứa bé đã hóa thành một dải khói trắng hòa vào làn sương mờ mịt trong phòng. Nguyệt Bính nhắm mắt lại, lầm rầm niệm Phật. Đột nhiên, từ trong gương lao vọt ra một người phụ nữ đầu tóc ướt rượt, đưa tay chụp về phía Nguyệt Bính, rú lên điên dài. 7. N. Nguyệt Bính vội vàng nhảy tránh, người phụ nữ uốn éo bỏ ra như một con giỏi cỡ bử, da thịt trắng bệch, trương phình. Nguyệt Bính chạy đến bên giường, yên lặng quan sát. Người phụ nữ vẫn tiếp tục bỏ đi, trong miệng phát ra những tiếng gầm gừ đầy thù hận, trên khuôn mặt méo sạch vì phẫn nộ đầm đìa nước mắt. Tà khởi dục tăng, đều bởi tâm ma, trong tâm không hận, tự được cực lạc, nguyệt bính niệm thật to. Nghe thấy vậy, người phụ nữ không bỏ nữa, mà từ từ xoay người, để lộ một vết sẹo loang ngoằng như hình tia chớp gần như chạy suốt ngang bụng, trông vô cùng rùng rợn. Một làn xương trắng bỗng bay vụt vào trong đó. Người phụ nữ bật cười. Một đốm lửa xanh lét bắn lên người chị ta, nháy mắt đã bốc cháy đùng đùng. Lại một chốc nữa, trong căn phòng mờ mịt hơi sương chỉ còn lại một vết cháy xém dưới nền xi măng. Nguyệt Bính tung một cú đá thật mạnh vỡ toang mặt gương treo trên tường, để lộ ra thứ nó che chắn bên trong. Rồi chẳng buồn nhìn lại, Nguyệt Bính bỏ ra ban công, trèo lên cửa sổ căn phòng duy nhất còn sáng ánh trên tầng 4. Trong phòng Ông chủ nhà to béo đang lom khom lấy thứ gì đó trong tủ lạnh ra bỏ vào túi ni lông, không nhận ra Nguyệt Bính đang đứng ngay sau lưng mình. Máy tính đang mở, hiện kín màn hình là hình ảnh của từng phòng trọ. Ông là chủ nhà, ông đi lắp camera để nhìn trộm từng phòng, dùng hai chữ biến thái vẫn chưa đủ để diễn tả hết về ông. Nguyệt Bính xoay tít con dao găm thụy sĩ trên tay. Ông chủ nhà giật nảy mình, đứng đờ ra tại chỗ, trên tay vẫn cầm một vật đó là một bàn tay người đã bị chặt rồi tại sao ông lại giết người nguyệt bính gần giọng hỏi ông ta tôi sẽ cho anh tiền anh hãy tha cho tôi ông chủ nhà quẳng bàn tay tím đen đông cứng xuống đất rồi từ từ lùi lại phập con dao thụy sĩ bay vụt tới cắm phập vào vai ông ta ông ta rú lên thảm thiết đau đớn ngã khuỵu xuống đất ông không phải là đối thủ của tôi tôi chỉ muốn biết tại sao lại phải giết người nguyệt bính xông lại gần chẹt cổ ông ta quát hỏi ha ha ông chủ nhà lại phá lên cười thoải mái quá lâu lắm rồi không được đánh thoải mái như vậy nói tại sao phải giết người nguyệt bính lại đạp túi bụi một hồi ông ta nằm sóng xoài dưới đất như con lợn chết chỉ cười sằng sặc mà không đáp kể tới đây nguyệt bính bỗng im lặng tôi đang nghe say sưa liền năn nỉ gặng hỏi đến cuối cùng Lão chủ nhà vẫn không chịu nói. Hồi lâu sau, Nguyệt Bính mới trả lời, "Những xem những hình ảnh lưu trong máy tính của hắn, tao đã đoán ra nguyên nhân." "Mày thử đoán xem nào, vì tao không muốn kể nữa." Tôi nghĩ ra đủ mọi tình huống, nhưng Nguyệt Bính vẫn lắc đầu. "Cuối cùng, nó nói, thôi khỏi đoán nữa, để tao kể, mày đoán đến mai cũng chẳng ra được." 8. Tề thành phố nào cũng có rất nhiều nam nữ đơn thân, áp lực công việc cuộc sống cô quạnh thôi thúc họ tìm đến rượu hoặc những mối tình một đêm để giải tỏa cảm giác cô đơn. Khách trọ trước đây ở căn phòng của Dati là một cô gái xinh đẹp tên là Lina. Ban ngày, cô là nhân viên công sở đường hoàng, nhưng ban đêm cô lại ăn mặc trang điểm gợi cảm tìm tới quán bar, uống say ngất ngưởng rồi dẫn trai về phòng. Một hôm nọ, trong cơn say, cô đã giữ người đồng nghiệp chờ cô về ở lại phòng. Nhưng thật kỳ lạ, sau buổi ý tối hôm đó, anh đồng nghiệp đã biến mất, không tới công ty, cũng không liên lạc với cô. Một tháng sau, cô không thấy mình đến tháng như mọi bận. Cô đã mang thai, nhưng rõ ràng là Lina đã uống thuốc tránh thai. Tuy thân hình không có nhiều thay đổi, nhưng đứa bé trong bụng ngày một lớn dần khiến cô sợ hãi. Cô đang định lén lút đi phá thai thì một tối, lão chủ nhà vốn đã thèm thùng nhìn trộm cô từ rất lâu đã không kiềm chế nổi dục vọng bèn xông vào phòng cưỡng bức cô. Sau khi thỏa mãn cơn thú tính, lão chủ nhà yêu cầu cô đánh hắn. Vừa bị làm nhục, Lina vô cùng giận dữ nên không đồng ý. Lão chủ nhà bỗng nổi điên, xông tới túm tóc cô đập mạnh vào tường. Cho tới khi Lina bất động, lão mới bừng tỉnh. Đứng trước cây xác rũ rượi, lão sợ hãi không biết phải làm gì, cuối cùng đã chọn cách xẻ xác phi tang. Trong lúc chặt xác, lão mới phát hiện ra trong bụng của Liner có một bào thai sắp sửa chào đời. Lão bỏ từng phần thi thể của hai mẹ con vào túi ni lông rồi cho vào tủ lạnh. Sau đó, Dati dọn tới căn phòng này. Có một hôm, sau buổi tiệc tối, Dati đưa một đồng nghiệp về phòng vui vẻ. Tất cả những chuyện này đã lọt vào cặp mắt dâm dục của lão chủ nhà. Lão lại giáp tâm ra tay với Dati, nhưng chưa kịp thực hiện hành vi thú tính thì chuyện ma quái đã xảy ra. Oan hồn của Lina và đứa trẻ không chịu bỏ đi, vẫn quanh quẩn trong mặt gương, nơi đã phản chiếu toàn bộ quá trình tội ác và thiết bị quay lén cũng được gắn ở ngay đây. Hàng ngày, sau khi Dati ngủ say, oan hồn của đứa trẻ lại từ trong gương bỏ ra, nhặt tóc dụng của Dati để ăn. Vì tóc và móng tay chứa đựng tinh khí của con người, đứa trẻ chưa được chào đời đã bị giết chết, nên nó chỉ biết ăn tóc theo phản xạ như một cách thức để chốt bỏ hận thù với con người. Khi nỗi hận thù ngày càng trở nên mãnh liệt, việc ăn tóc người cũng không thỏa mãn được nó nữa. Cho tới đêm đó, con chó của Đa Ti đã phát hiện ra đứa bé và gánh đòn trả thù của oan hồn thay cho chủ nhân. 9. Xê huyện còn lại, mày hiểu rồi chứ? Nguyệt Bính liếc tôi hỏi. Vẫn chưa hiểu lắm. Mày kém thế, còn gì chưa hiểu nữa? Tại sao đứa trẻ chết oan lại biến thành xương trắng? Thai Nhi chưa chào đời đã bị giết chết, Oan khí thường không tan được, nhưng tâm linh của chúng lại rất trong sáng, thuần khiết nên biến thành âm hồn màu trắng, dễ bị nhầm lẫn với sương mù. Mày cũng thấy đấy, bây giờ càng là thành thị sầm uất thì càng có nhiều sương mù, thực chất chính là vì có quá nhiều thai nhi chết oan nên âm hồn lờn vờn, ngưng tụ thành sương trắng. Thế mày đã xử lý lão chủ nhà thế nào? Nguyệt Bính gãi mũi, nhìn tôi hỏi, nếu là mày thì mày sẽ làm thế nào? Tôi đáp, tao sẽ băm vằm lão thành từng mảnh giết người là nghiệp chương lớn nhất cho dù đó là người đáng phải chết nguyệt bính nhướng mày nên tao đã chọn cách khác chỉ cần trưng ra những clip quay trộm lưu trong máy tính của lão đã đủ để cảnh sát vô cổ lão đi rồi tuy cách này không làm tao hòa giận cho lắm nhưng đành vậy cứ giao lão cho pháp luật nước sở tại chắc kể nhiều quá nên nguyệt bính có vẻ mệt nó lại nhắm mắt ngủ thiếp đi Tôi cứ suy nghĩ mãi về câu chuyện Nguyệt Bính vừa kể, đang cầm điện thoại, liền tiện tay gõ từ khóa nạo phá thai. Kết quả tìm kiếm nổi lên một clip được rất nhiều người bình luận và để lại cảm xúc tiếng khóc không lời. Đoạn clip phục dựng lại một ca nạo phá thai, đứa trẻ đã thành hình đang dãy rủa, kháng cự trong tử cung, nhưng vẫn bị thiết bị nạo hút gắp lấy, rứt ra từng phần một, chân tay, mình mẩy, đầu, kéo ra ngoài. Nhìn cảnh tượng thai nhi đau đớn, vùng vẫy ngay trong lòng mẻ, ruột gan tôi đau thắt, nước mắt cứ trực trào ra. Chỉ là những hình ảnh câm lặng, nhưng tôi đã thực sự cảm nhận được tiếng khóc không lời của đứa trẻ. Đừng vì dục vọng nhất thời mà quên đi sự xuất hiện của một sinh mệnh mới, dừng vì sự ích kỷ của bản thân mà sát hại những sinh linh chưa kịp chào đời. Làm vậy chẳng khác gì ra tay giết chết chính con mình, vì ngay từ khi thành hình, bào thai đó là một linh hồn trọn vẹn. Vạn vật trên thế gian đều có nhân quả. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.